Dàn hot boy U22 Việt Nam khiến nhiều fan nữ vỡ mộng. Nhiều fan nữ không khỏi tiếc nuối khi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đã có bạn gái, trong đó Bùi Tiến Dũng và Hùng Dũng đã có con. Dù sở hữu vẻ ngoài không quá điển trai, nhưng Hà Đức Chinh có khả năng chinh phục mọi cô gái bởi tính cách lầy lội. Bạn gái Hà Đức Chinh là một cô nữ sinh nóng bỏng tên là Mai Hà Trang. Cả hai quen nhau gần 2 năm nhưng chỉ mới công khai hồi tháng 7. Trọng Hoàng là một trong hai cầu thủ ngoài 22 tuổi có góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Trọng Hoàng hiện đã có vợ, người đánh cắp trái tim tiền vệ xứ Nghệ là Quỳnh Anh. Cô xuất thân trong một gia đình trí thức và đang làm việc ở ngành công an. Trần Thanh Sơn, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai, có lẽ là cầu thủ có tình yêu lâu dài nhất trong số các cầu thủ U22 Việt Nam. Thanh Sơn và bạn gái đã có 5 năm yêu nhau. Được biết, bạn gái của Thanh Sơn tên là Thanh Ngân. Cô nàng sinh năm 1998, kém Thanh Sơn 1 tuổi. Hiện tại, Thanh Ngân đang theo học Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Dù chưa công khai mối quan hệ, song qua hàng loạt bằng chứng, nhiều fan cho rằng Hoàng Đức và Linh Trang là một cặp. Cả hai quen nhau khoảng tháng 1 năm 2019. Linh Trang là cô nàng khá quen mặt trên truyền hình, cô nàng từng được mời tham gia các chương trình bình luận bóng đá. Một cầu thủ ngoài 20 tuổi dự SEA Games 30 là Hùng Dũng cũng yên bề gia thất ở tuổi 26. Vợ Hùng Dũng là Triệu Mộc Trinh, cô có nhan sắc ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng không hề thua kém các hot girl nổi tiếng. Cả hai kết hôn giữa tháng 5 sau khi trải qua những ngày tháng thanh xuân cùng nhau. Hùng Dũng cũng sớm đón con đầu lòng cách đây không lâu. Em ruột thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dũng là cầu thủ trẻ nhất của U22 Việt Nam, lập gia đình ở tuổi 21 tuổi. Thậm chí, cầu thủ gốc Thanh Hóa đã có con. Cách đây một tháng, Tiến Dũng lần đầu công khai ảnh con tại buổi tiệc tròn 3 tháng tuổi. Hiện tại, Tiến Dũng và vợ tương lai anh vẫn chưa chính thức kết hôn, cả hai đang chờ ngày lành tháng tốt để về chung nhà. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ thứ 7 gia nhập câu lạc bộ Chậu đã có hoa. Trung vệ điển trai này chỉ mới công khai bạn gái hồi giữa tháng 6. Bạn gái của Tấn Sinh là Lê Tiểu Vân, cô nàng sinh năm 1998 bằng tuổi Tấn Sinh. Cũng giống như Tấn Sinh, trên trang cá nhân của mình, Tiểu Tiểu rất hiếm khi công khai hình ảnh tình tứ bên bạn trai. Hồ Tấn Tài cũng gây chú ý với mối tình đẹp như tranh với bạn gái Hoài Xuân. Chàng là tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam, còn nàng là nữ bác sĩ với nhan sắc khiến ai cũng siêu lòng. Cặp đôi được nhận xét sở hữu tướng phu thê với ngoại hình và khuôn mặt khá giống nhau. Có lẽ không cần nói nhiều về cặp đôi Văn Hậu và Hoàng Anh, cả hai được xem là hình mẫu của mọi cặp đôi bóng đá, không một nào. Không khoa trương, cặp đôi luôn dành cho nhau tình cảm chân thành nhất và bên nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Thành Trung là cầu thủ cuối cùng của bảng danh sách những cầu thủ U22 Việt Nam là Chậu đã có hoa. Bạn gái của Thành Trung là Tố Uyên, năm nay 19 tuổi. Cô nàng ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, rất dễ mến. Đôi trẻ đã bên nhau được 2 năm. Và thời gian rảnh, Thành Trung và người yêu tranh thủ gặp gỡ đi du lịch cùng nhau.